Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mới trên kênh YouTube của Clickbuy. Nếu như mà anh em đang cầm trong tay 12 triệu, đang có ý định mua iPhone 11 Pro thì mình khuyên anh em nên bỏ qua ngay và luôn nhé. Bởi vì mức giá cho một con máy iPhone 12 Lite New mà mình đang cầm ở đây, nó chỉ có mức giá hơn 12 triệu một chút mà thôi, nên chả có lý do gì khiến anh em bỏ tiền ra mua con iPhone 11 Pro này, đúng không nào? Vậy thì chi tiết nó như thế nào và trải nghiệm nó có khác biệt gì nhiều hay là không thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Nếu như các bạn đang quan tâm đến sản phẩm iPhone 11 Pro hoặc là iPhone 12 thì cũng có thể tham khảo tại Clickbuy. Thông thường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Đầu tiên về khoản thiết kế thì chắc chắn về độ đẹp, con iPhone 12 nó ăn đứt iPhone 11 Pro rồi, bởi vì nó sẽ có một kiểu thiết kế vuông vức mới mẻ hơn thay vì là kiểu thiết kế cũ bó tròn giống như là con iPhone 11 Pro. Nhưng mà được cái, con iPhone 11 Pro này nó sẽ có phần build hoàn thiện tốt hơn, bền bỉ hơn với cái khung viền thép không dĩ này. Còn iPhone 12 nó chỉ là khung nhôm mà thôi, nên nếu như không sử dụng cẩn thận thì nó rất là dễ bị trầy và bong tróc cái phần khung viền này. Tiếp theo về hiệu năng giữa Apple A13 và Apple A14 trên con iPhone 12 thì các bạn cũng phải nên cân nhắc, bởi vì với một con chip ra sau mạnh mẽ hơn thì chắc chắn về khoản hiệu năng khi mà chiến game nặng trên iPhone 12 nó sẽ tốt hơn con iPhone 11 Pro rất là nhiều. Ví dụ như tựa game PUBG Mobile ở mức đồ họa cao nhất HDR cộng với FPS ở cực độ thì iPhone 12 nó vẫn có thể là chiến một cách ngon lành, không bị tụt FPS, không bị giảm độ sáng màn hình. Còn đối với con iPhone 11 Pro ở thời điểm này chỉ cần chơi khoảng tầm 5 phút thôi là máy nó đã nóng lên và đã gặp phải hiện tượng là giảm độ sáng màn hình rồi, khiến cho trải nghiệm chơi game của mình sẽ không được thoải mái cho lắm. Nên với một hiệu năng mạnh mẽ hơn thì cái khoản sử dụng lâu dài nó vẫn sẽ tốt hơn, đúng không nào? Tiếp theo, một thứ mà iPhone 12 nó sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều so với iPhone 11 Pro, đó chính là khả năng mở khóa bằng Face ID. Trên phiên bản iOS 15.4.1, nó có thể mở khóa ngay khi mà các bạn vẫn đeo khẩu trang. Còn iPhone 11 Pro, nó vẫn được hỗ trợ lên iOS 15.4.1, nhưng nó lại không được hỗ trợ cái tính năng mở khóa Face ID khi mà các bạn đeo khẩu trang như thế này. Nên trong cái thời điểm dịch giã như thế này, lúc nào khi mà các bạn đi ra ngoài cũng phải mang khẩu trang thì việc mở khóa trên iPhone 12 nó sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn iPhone 11 Pro thì các bạn vẫn phải nhập mã code rất là lằng nhằng, đúng không nào? Tới với phần màn hình thì đối với con iPhone 12 nó sẽ có màn hình kích thước lớn hơn một chút là 6,1 inch, còn đối với con iPhone 11 Pro nó chỉ có kích thước là 5,8 inch thôi. Còn việc trải nghiệm hiển thị giữa hai con máy này thì nó đều là như nhau, đều sử dụng tấm nền là Super Retina XDR OLED, độ phân giải Full HD cộng cùng với tần số quét chỉ dừng lại ở 60Hz mà thôi. Nhưng mà với một cái màn hình lớn hơn như là iPhone 12 thì cái việc trải nghiệm nó cũng sẽ thoải mái hơn đôi chút, đúng nào? Tới với phần camera thì đây sẽ là một cái điểm con iPhone 11 Pro nó sẽ gỡ gạc đôi chút, bởi vì về số lượng camera thì nó sẽ hơn một camera so với con iPhone 12, nên trong cái điều kiện mà các bạn muốn chụp vào cái vật thể ở xa ấy, thì nó vẫn sẽ làm tốt hơn là con iPhone 12 khi chỉ được trang bị bộ đôi camera, một camera thường và một camera góc rộng mà thôi. Nhưng với con iPhone 12 này thì về camera chính nó sẽ được nâng cấp nhẹ một chút về phần khẩu độ, nên trong điều kiện chụp đêm thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút, đỡ bị noi và lấy lại chi tiết sẽ tốt hơn. Nhưng đấy chỉ là so sánh chi li thôi, chứ trong thực tế nếu mà không để ý nhiều thì các bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai con máy này đâu. Cuối cùng là về thời lượng sử dụng pin trên cả hai con thì đối với con iPhone 12 nó có một mức pin là thấp hơn tầm 200 mAh, nhưng mà nhờ có một con chip mới hơn, tối ưu pin tốt hơn cho nên là nó vẫn sẽ mang lại thời lượng sử dụng pin tốt hơn so với con iPhone 11 Pro. Và tốc độ sạc trên iPhone 12 nó cũng sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì nó sẽ có mức dung lượng pin thấp hơn cùng với một công suất sạc cao hơn là 20W thay vì là 18W trên con iPhone 11 Pro. À, một cái nữa mình quên, đó chính là với cái mức giá này thì iPhone 11 Pro nó sẽ có mức dung lượng cao hơn là 256GB, trong khi con iPhone 12 trong mức giá 12 triệu này các bạn chỉ mua được phiên bản 64GB mà thôi. Nên nếu như các bạn quay phim 4K nhiều thì cũng nên cân nhắc một chút nhé. Thì đó, với cái mức giá là ngang nhau thì đối với phiên bản 64GB trên iPhone 11 Pro, dù có vẻ là nó sẽ rẻ hơn tầm 1 triệu đi chăng nữa, thì mình vẫn khuyên các bạn ráng lên iPhone 12, nó sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn, xứng đáng hơn. Ví dụ như nó sẽ có kiểu thiết kế mới hơn, mạnh mẽ hơn với con chip Apple A14, màn hình to hơn một chút và tính năng mở khóa Face ID nó cũng sẽ là thông minh hơn. Còn đối với con iPhone 11 Pro thì nó sẽ hơn mỗi cái là về phần thiết kế nó sẽ cao cấp hơn và nhiều camera hơn mà thôi. Còn các bạn sẽ lựa chọn con máy nào trong cái tầm giá 12 triệu như thế này thì hãy comment ở phía dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!